Trời ơi nó thơm nè. Lần đầu tiên ăn được món này luôn trời. Đi vô đi phim phẩm. Ủa anh ăn gì vậy anh Quang? Nhìn đi. Ủa giống con cua vậy? Bò cạp hả? Ừ. Món ăn khoai đậu của em đó, cho em xin con chứ. Nể mà anh em lâu năm mới cho như mày. Đi vô đi phim. Ngon. Đâu phải dễ kiếm món này đâu mày. Ngon dữ trời. Thôi con nghe à. Ủa anh Quang, ăn gì ngon vậy? Nè bò cạp chiên. Thôi sao anh lớn rồi mà anh ăn uống ngu vậy? Hổng mày. Mấy con này ăn vô là chết queo luôn đó. Chết đâu mà chết, mày không biết mày phải tìm hiểu chứ. Ừ. Món đặc sản của người ta đó cha. Cho xin cái càng ba khí ăn chơi coi mày. Ừ. Càng bò cạp ngon không Vinh? Cái gì? Bò cạp. Ê, cái gì vậy cha nội? Cái món đặc sản vùng ngoài của người ta đó không có mà ăn ở đó mà mày nhả. Trời, ăn có sao không vậy? Có sao đâu, món đặc sản mà. Mà cái con này quê này đâu có đâu, mày bắt ở đâu ra vậy? Thì bạn tao quê ở Củ Chi á. Lễ này về quê nè, rồi xong đem qua nhà tao dạy con chiên cho tao ăn. Rồi nay hai anh em làm tóc theo cái phong cách gì ngộ vậy? Thằng này bắt trên trễ quá. Trên gì? Sơn Tùng MTP mới ra teaser mới nè. Sơn Tùng là thần tượng của em đó anh Vinh. Anh làm YouTube đi đó đi đây quan hệ rộng, có gặp Sơn Tùng ngoài chưa? Gặp hoài ghét chán. Vậy? Sơn Tùng ngoài có đẹp trai không anh? Tướng có bè như em không? Tướng bè giống mày hát chưa được nửa bài nữa, kiệt sức xỉu trên sân khấu. Ủa, rồi đó cha. Tướng Sơn Tùng sao? Coi trên MV thấy tướng bự bự vậy phải không? Đúng rồi. Chứ ngoài đời tướng bằng lắm tới Út như nè. Ủa, tao thấy Sơn Tùng cũng tập gym đồ này nọ mà sao tướng vậy? Hôm bữa mua vé coi show âm nhạc của Sơn Tùng đó, ngồi hàng ghế cuối nhìn lên sân khấu xa quá thấy Sơn Tùng có nhiều đây mà. Trời ơi, làm như là đi chơi với Sơn Tùng nhiều rồi vậy trời. Thằng ơi, Sơn Tùng MTP ông nội, chứ không phải là Tùng Sơn hay nhậu ở cái xóm này đâu mà mày muốn gặp. Thôi bỏ cái chuyện Sơn Tùng qua bên đây, bữa nay mình quay clip gì nè. Thì hồi nãy anh Quang có nói đó, ngoài Củ Chi có bò cạp kìa. Từ đây ra đó có 150 cây số à. Mình ra ngoài quay vlog đi nhìn. Ừ. Cho tao xin miếng bò cạp tao ăn ơi, ngon thiệt á. Hết rồi. Ê, cho tao xin miếng bò cạp luôn à mày. Hết rồi. Mày muốn ăn á thì tự bắt ăn đi. Đúng rồi, tự bắt ăn đi. Này, nó láo ăn quá các bạn ơi. Được rồi, ra Củ Chi bắt rồi ăn nó luôn. Ê, vậy đi. Cô Tý, coi liên hệ bắt tài xế qua đây chở nè. Ok. Dạ mọi người, thì sau khi ngồi trên xe hơi chập mắt khoảng 3 tiếng đồng hồ, mở mắt ra thì tụi mình đã có mặt ngoài Củ Chi rồi đây. Thì như mọi người nhìn thấy cảnh vật chỗ này nó hoang sơ hơn, cây cối này kia nó cũng nhiều hơn so với quê mình nữa các bạn. Dạ, tao nghe nói chỗ nào có bò cạp là chỗ đó có rắn hổ mang đúng không? Đúng rồi, cái kiến thức này ai đâu không biết ông nội. Giờ đầu tiên là team mình phải đi. Anh em đi tới tiền nha. Ủa? Trời, mày đi đâu? Tao có nói với mày rồi, nếu mà gặp rắn á thì mày kêu tao xíu. Ừ, á. Mày gặp rắn ví dụ như mày làm con rắn mẫu tao thử coi. Tao biết rồi à. Rồi. Mẫu nè, mẫu nè, đừng có mẫu ơi. Cái đầu, mạnh lên, cái của em. Quên, xin lỗi các bạn, tỉnh mình gặp rắn là mình phấn khích lắm, kìm lòng không có được. Em yên tâm rồi, rồi đi bắt con chim rồi. Em có thắc mắc này nè, chỗ mình sao không có bò cạp mà ở đây có nè, anh biết không? Này anh biết nè, để anh giải thích cho. Giải thích đi Quang. Hiện tại nhiệt độ ở đây 39 độ, 39 độ, thì dưới quê mình có 35-36 độ thôi. Thì thời tiết nó làm sao? Nóng hơn. Nóng hơn. Cái thứ hai là đất khô hơn. Thứ ba là cây cối gần gặm nhiều hơn, bò cạp sống phải rồi. Đúng rồi, đó là lý do sao mà chỗ nào có bò cạp là chỗ đó thường có rắn hổ mang là vậy đó các bạn. Rồi giờ kiếm chỗ dựng trại cái đi mời. Rồi. Nóng quá. Mọi người cũng biết rồi, cái thời tiết này nè các bạn, ở trong nhà mở máy lạnh mà chịu không nổi sao tụi mình ra ngoài trời này chịu nổi phải không? Quá trời nắng rồi bác Tài ơi, chỗ nào dựng trại được đâu anh chỉ tụi em luôn đi hả? Trước nè, chỗ cái cây phía trước đẹp lắm nè. Ê, đây. Ôi, cái view này đẹp lắm nha các bạn. Quá trời mệt luôn rồi. Bỏ lèo xuống, dựng lẹ lên, nắng quá anh em ơi. Nắng lắm rồi. Mới kiếm được con chỗ cho mình dựng trại thôi mà mồ hôi mình nó chảy ra quá trời các bạn ơi. Ở ngoài nắng này quay phim á nó dễ đuối sức lắm các bạn. Rồi dựng lên nhanh anh em ơi. Dựng hai cái lều ra một cái đi, để có chỗ chú nắng đi. Thì nắng ở Củ Chi thì mọi người cũng biết là nó nóng tới cỡ nào rồi đó. Thôi bây giờ anh gì tiết kiệm thời gian đi, để tôi với bác Tài dựng trại cho. Rồi còn Quang với cô Tí đi lấy kiến nẻ đi. Rồi đi bắt kiến. Nói chung muốn bắt bò cạp là phải có kiến nẻ nha các bạn. Rồi bỏ cái áo trong lều đi. Rồi đi lấy, tranh thủ lẹ lẹ nha. Rồi. Nhà dựng trại các bạn ơi. Nắng quá. Trời ơi. Đây, đem theo đồ nghề luôn nha các bạn, máy quay xịn sò luôn nha. Đó, mấy cái máy quay như vậy nè, bạn quay mấy con bò cạp nhìn nó mới đã, chứ còn như điện thoại với cái Google mình đang cầm trên tay là quay cái màu nó không có đẹp. Trời, nắng chang chang gì mà anh Vinh kêu hai anh em đi kiếm kiến nẻ. Mà kiến nẻ là kiến gì anh Quang?
thì nó là con kiến đen bự chà bá luôn. Ở trên đầu nó còn có hai cái càng nữa, kẹp mày cái là đau như ông chích luôn. Rồi mình bắt nó ở đâu? Thì vòng vòng mấy chỗ có cỏ rác gì nè là nhiều lắm à. Kè qua bên kia kè kiếm đây, anh thấy có cái mô đất kìa, anh gặp nó chỉ em nha. Cái đó có không? Không, chỗ này không có. Coi mấy bờ đê nè, đây động ơi, mấy chỗ lá ủ ủ á. Chỗ này nhóc chân lá nè, coi trong có cây đó. Ôi nè, nó nẻ bọc bọc nè. Đâu 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 đâu, đây 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 à. Hay ổ này nè, đây kìa kìa kìa. Ôi, đừng bươi ra, đừng bươi ra. Từ từ thôi. Rồi em nhúng cái cây vô trong đó đi, mình phải động cho ra cái thì nhúng. Mà ngộ nghe các bạn, mấy con kiến ở nhà là chỗ nào nó bò cũng được hết, mà mấy con kiến nẻ nè nó mạnh thiệt nha, mà bỏ vô cái gì chân trơn là nó bò lên không được rồi. Ai à. Nhóc chân nè, nằm số con gì đó nè. Đây nè, bắt nhiều nhiều á. Đây 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 đây, từ từ thằng người hai cái con. Ây da, ai cái nẻ nó chạy ra chân rồi nè. Ây da, quen con kiến nẻ nẻ đau quá các bạn ơi. Mấy con kiến nẻ này nó cắn đau như ông chích vậy đó. Bởi vậy khi phát hiện được cái ổ kiến nẻ, mình phải lấy cái lá này nè để vô cái ổ kiến cho nó bò lên được nhiêu đây nè các bạn, là mình sẽ bỏ vô cái ly nha. Đó, như vậy là tránh cái trường hợp nó cắn mình. Rồi xuống con, xuống. Đó, nãy giờ mình bắt được nhiêu đây nè. Bắt lên thêm. Quan ơi, nó bu đi hết trơn nè. Rồi bỏ vô đây. Điều em dựng xong rồi nè, máy quay với biết em cũng chuẩn bị luôn rồi. Giờ chờ hai người kia về mình mới đi bắt bò cảm hay sao anh? Chờ hai người kia về chắc tới tối đó. Giờ kiếm hai bồ cạp sẵn đi, tụi nó đem kiếm nẻ về thả vô là mình bắt bồ cạp luôn. Ok, vậy mà tụi bắt tải. Anh thằng ơi, ngủ gì vậy? Thức dậy đi đại ca. Trời nắng thôi muốn chết đi đâu mày, ở liều ngủ cho khỏe. Rồi bây giờ có bồ cạp rồi anh ăn không? Ngu sao mà ăn không, ăn đói thì sao? Ăn thì bây giờ bỏ sức ra đi kiếm. Ơi, mẹ lên. Hai bay làm vậy, thả tao ra. Đây nè, nó tối ra nè, cô Tý, bỏ viên cỏ vô. Ủa mà anh Vinh kêu mình bắt mấy con kiến nẻ chi ạ? À? Bộ nó là mồi của bọ cạp hả? Nó vừa là mồi vừa là kẻ thù của con bọ cạp luôn. Em thấy kiến nẻ nó cắn em đau không? Đau. Nó cắn bọ cạp cũng đau y chang vậy đó. Cho nên khi nó bò vô hang bọ cạp á, nó cắn con bọ cạp nó đau quá chịu không nổi, nó bò ra ngoài. Mình chỉ cần bắt thôi. Anh thấy nhiều kiến đây cũng đủ rồi đó cô Tý. Đi về liều thôi. Thiếu mấy chiếc nẻ này nẻ bọc bọc nghe đã. Ủa dạ, mấy này đâu chơi lại, chắc đợi hai anh em mình lâu quá mấy người đó đi bắt trước rồi chứ gì. Nãy nó kêu đi bắt kiến nẻ, giờ kiến nẻ mình cầm trên tay rồi lấy gì nó bắt bò cạp. Bắt bò cạp đào hang cũng được mà. Quên hết ta. Thôi đi luôn nè, đây lấy cái áo cái nắng. Đứng quá dạ. qua đây nè mình suy nghĩ lại các bạn ơi, đem theo cây cuốc cho chắc ăn, lỡ bò cạp nó không có bò ra thì mình đào hang nó luôn. Mà anh đi bắt bò cạp không trang bị gì cho anh Quang? Chút xíu nữa anh bắt tay không luôn cho mày coi. Rồi, em coi trên phim là mấy con bò cạp nó chích là chết luôn á. Chết đâu mà chết, mình coi phim cũng phải biết nghiên cứu chứ mày. Bò cạp ở Việt Nam mình có mấy loại à. Nó chích á là chỉ gây sưng đỏ trong vòng 12 tiếng đồng hồ là hết rồi. Vậy hả? Ừ. Mà mấy con bò cạp thì nó ăn gì anh Quang? Nó ăn chủ yếu là côn trùng như là kiến, dế, rồi châu chấu, cào cào vậy thôi. Ừ. Chia nhau ra đi kiếm nè, kiếm hang kìa. Anh kiếm bên đó đi. Ơi, bên đây có hang nè anh Quang ơi. Đâu? Anh nè. Rồi, bây giờ thọt cái này vô thử coi. Ừ, bẻ cây đi. Rồi, thọt vô coi. Đây, để em thọt cho. Mà thôi đi, để anh thả kiến vô luôn. Ừ. Đây. Thả đít thôi. Để anh hơi hết kiến. Đây, hạ khoảng 5 con được rồi. Đó, cái chừng nó nẻ nha. Rồi, lùi vô. Vô con. Đó, đây, lùi vô. Đó, vô rồi. Rồi, để anh thả thêm vô vài con nữa. Đó, đúng rồi, nhét vô. Sao thấy nó không bò ra mày? Đợi xíu nữa ơi. Trong hang này có không? Để thọt cây vô luôn. Okay. Nha. Không có rồi. Không có rồi. Thôi, kiếm hang khác đi. Kiếm hang khác đi. Đây. Kiếm mấy con mồ đất đó cô Tý. Ok. Em qua anh kia đi, anh kiếm hang bên đây. Ê Đu ơi, đây con hang đó nè. Ủa hả? Ừ. Rồi đây. Thả kiến vô. Thả kiến vô đây, anh thả nhiều luôn nha. Ok. Đây. Đùa vô. Rồi đùa kiến vô. Đùa vô trong. Rồi. Rồi đợi con nó ra không? Sao lâu vậy? Chưa. Thả thêm đi, càng nhiều càng tốt. Sao nó không ra trời? Tính sao anh Quang? Nãy giờ em thả kiến vô nhiều vô lắm luôn á, mà nó không chịu ra kìa. Cái mùa đất này mà nó không bự á là nãy giờ anh đào cái hang này luôn rồi. Nóng thiệt chứ, đào luôn đi. Ừ. Ê nó bò ra nè hả? Đâu? Nè. Thôi, để nó ra đi gấp. Đây.
Dính nào không? Dính rồi, dính rồi nè, dính rồi nè. Lôi ra luôn, lôi ra luôn. Lôi ra, sợi xúc cái càng đó nè. Đây, đây hả bự. Làm sao mà thoát khỏi tay tao. Rồi, đưa đây con tí ơi. Nè. Sao không bỏ cảm thấy mập chứ hả? Ê, để em bắt thử nó coi. Mà sao cái kim này nhọn quá anh Quang ơi. Thôi anh bỏ vô cà cho mẹ anh đi. Đó. Em nghe nói thịt bò cạp ăn ngon dữ lắm á. Tao nay mày chết với tao. Quá trời nắng nóng luôn rồi các bạn ơi. Khi mà mình còn nhỏ, mình có nghe ông cậu ông lấy vợ ở ngoài Củ Chi á, cứ bảo là thịt chiên giòn của mấy con bò cạp này ngon lắm. Ngày hôm nay ráng bắt vài con chiều chiên ăn thử coi nó ngon cỡ nào. Nếu nó dở mình sẽ chê nó dở, còn nếu nó ngon thì mình sẽ bảo là ngon, chứ không có kiểu mà thịt dở mà quay phim rồi khen điểu này nọ nha các bạn. À, để coi coi. Hồi nãy có xin ké thằng Quang với thằng Cu Tí được mấy con kiến nẻ nè các bạn. Mấy con nẻ đào dữ lắm, bởi mấy con bò cạp nó mới sợ, mới bò ra khỏi hang được á. Còn về cái giá trị dinh dưỡng của mấy con bò cạp này, nãy mình có tham khảo trên internet á, thì bảo là rất là giàu chất đạm. Còn nếu mà ngâm rượu uống thì đầu tiên là chữa được bệnh động kinh, thứ hai là chữa được cái bệnh câm mà bị méo á, méo méo miệng này nè bạn. Mà chữa bệnh méo miệng thôi chứ không có chữa được bệnh câm nha mọi người. Thứ ba là tăng cường sinh lý cho giới mày gâu. Đi li vô trong lỗ này coi, hình như cái hang của nó nè. Cái này hang này của bò cạp nhỏ hay gì nè. Để đút vô đo thử. Rồi không phải cái hang nè mọi người ơi. Nhóc hang chân nè trời. Ê cái hang cho bá luôn kìa mày. Li máy vô đây, li máy vô đây. Đo thử đo thử coi cái nó sâu không. Đó nè, sâu rồi nè, sâu rồi nè, nó đó. Thả kiến nẻ vô coi. Vô đây con. Lên con. Đó. Có bò cạp mình nè con. Lên từ từ, ê lên từ từ mày, lên trên tới cái này cắn ta. Ờ mấy con kiến này trời. Thả nó vô hang cho nó chui vô mà nó chạy ngược ra không à. Có bò cạp hay gì ta, nó tấn công cái cây của mình cà rung kìa các bạn. Thả hết cái ly kiến nẻ vô rồi mà nó không chịu bò ra trời ơi. Mày à, thì ra là mày trốn trong cái tổ mối. Mày nè. Ý, con bò cạp thứ hai trong ngày nha các bạn. Nói nè, trời nó quay lại nó tấn công cái cây gấp của mình nè mọi người. À, mày hả? Ở đằng đây còn một con bò cạp con nữa các bạn. Đây nè, đây nè. Đó. Con này nó có một chút xíu à. Ừ, nó nè. Nào, nó có một chút xíu thôi. Hết rồi đó. Có mình Vinh biết hang bò cạp ra làm sao à, mà giờ anh tấp đi lẻ rồi, sao mình biết hang bò cạp mà bắt không? Hồi nãy anh Vinh có nói rồi, cái hang bò cạp nó hình vòm, với lại nó dài khoảng hơn gang tay vậy nè. Trời nắng nóng kiểu này nè, sao không đợi chiều hả đi, giờ đi nắng cũng chết luôn á. Chiều tối á, mấy con bò cạp nó đi ra ngoài hang nó kiếm ăn hết rồi, chắc trưa này nè là nó ở trong hang nó ngủ, anh bắt nó mới được. Tao biết mấy bò cạp thích ăn côn trùng á, mà mấy con ve nó ăn được mày, chứ nó kêu in nổi á, nhức đầu nè. Ve thì em không biết. Em chỉ biết á là nó ăn mấy con côn trùng như là cào cào, châu chấu, kiến rồi thôi à. Cào cào hả? Ừ. Dính được con nè Phong ơi. Ủa rồi anh bắt con này làm chi vậy? Anh bắt xíu anh buộc vậy, anh thả vô hang cho bò cạp nó kẹp rồi mình kéo nó ra. Rồi mày làm gì vậy? Mấy cái con bò cạp đó nó chỉ ăn côn trùng còn sống thôi, chứ mấy con chết vậy nó không có ăn đâu anh hai. Thôi chia nha, đi kiếm hang đi. Vậy em qua môn kia đi, anh qua gò đất đây nè. Ừ. Nãy giờ chắc Vinh nó bắt được mấy con rồi đó. Ê Phong ơi, bên đây có hang nè. Bên đây cũng có hang nữa nè. Bên đây ba cái luôn. Ê, nhanh qua đây đi. Đâu? Bên đây nè. Đào đây. Đây đi. Đào nhanh nè, nhanh lên. Đây đây. Em đào cho. Ở đây phải không? Đúng rồi, hang này nè. Vậy là đào thẳng xuống luôn hả? Ừ, đào thẳng xuống đi. Nhẹ nhẹ thôi, coi chừng đứt nó ra làm hai đó. Ừ. Chưa, để anh bự đất ra đó. Bự ra đi. Rồi, bắt tiếng miệng hang rồi. Đâu, khiều khiều nó ra. Khiều khiều, đào cái thôi. Chỗ này nè. Như dễ cây nè. Đây. Chạy đâu con trai. Nhanh ra, chạy đâu con trai. Đồ hố, bự quá luôn.
quá bự luôn mọi người. Vô nhanh vô, tối nay nổi rồi. Đó, đây nha các bạn, một con đầu tiên chào á luôn. Rồi đào tiếp đi. Đào tiếp tiếp. Hàng thứ hai đâu? Đây đây hàng thứ hai nè. À hàng này đúng không? Ừ. Đây em đào tiếp cho. Có láng luôn nè. Đây né ra đi. Đó đó. Sắp cứng dữ vậy ta. Phải chưa Phong? Không biết nữa, nhìn coi. Ê thấy ơi, đang đen rồi kìa. Ê cái hang đó nó thông với cái hang cũ bên đây nè. Ê nhanh nha Phong ơi, đây nè đây nè. Đây đây. Ơi nó kẹp. Bên đây nè. Nó thông với cái hang cũ kìa. Rồi rồi. Con thứ hai nha các bạn. Bên đây con nữa. À quá trời luôn ơi. Vô hổ rồi. Nhiều lắm luôn. Được 4 con rồi. Mấy con rồi? 4 con. Nè. Ê còn luôn nè. Còn luôn nè em ơi. Đâu? Đi nữa nè. Rồi đụng ổ rồi các rồi, bạn ơi. Rồi vô ổ luôn rồi. Đây. Còn không ta? Ê bên đây con chào bá luôn nè anh Quân. Nè. Quá trời nhiều luôn. Cái đó luôn rồi. Rồi. Đau mệt quá các bạn ơi. Đây còn nước không ơi? Còn. Còn nước các bạn ơi. Đâu? Đây 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 bên trong nè. Còn nữa. Nhiều dữ trời. Chúng ăn rồi. Đó. Đó. Ê, con này nó vàng luôn ta. Nè. Con này con hay sao á. Ê còn nữa luôn. Nhiều lắm. Chúng ăn thiệt rồi. Đào nữa không? Hai hàng nó thông với nhau đi nè. Đây em đào vài cái nữa. Không được rồi, để anh thấy nó rồi. Đây. Trời bự quá luôn các bạn ơi. Đó. Ôi, mới đem một con luôn rồi. Gần cái chồng con rồi đó. Còn nữa các bạn ơi, còn nữa. Đem đào tiếp cho. Đây, nó chạy ra nè. Hết thiệt rồi. Ừ, hết rồi. Đây kiếm hàng khác. Thôi mình qua hang bên đây đi, bên đây còn hang nè. Cái hang này hả? Ừ, đây hang nè. Kiếm cái gì thọt thử đi, nó sâu không? Đây, bẻ cây nè. Rồi. Cái hang gì nhiêu đây đâu phải cái hang bò cạp. Ủa kỳ vậy ta. Nhỏ xíu nữa kìa. Anh thấy nó dẹp dẹp, anh tưởng hang bò cạp không à. Ê, đây nè. Cái hang này mới đúng là hang bò cạp nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đào nhanh đi. Đất ở trên đây nó cứng hơn bên kia nữa. Nghe cọp cọp luôn á. Ê, ba chân ra luôn rồi kìa. Không biết có cuốc chúng nữa không nữa. Ui, con này ngon quá nè. Ê, sao nó dính cứng ngắc vậy? Bị đất đè đó. Đất đè cứng ngắc rồi. Móc mấy đất ra đi. Đây, ra. Ra nè. Đó, mạnh tay lên. Ui, nó kẹp nè. Móc ra. Được rồi, chạy đâu con trai à. Ui, bự quá. Bỏ vô. Đó, đào tiếp đi không ơi, đào tiếp đi. Để em đào tiếp ra. Đây, hang còn sâu lắm. Đất này quá cứng rồi. Sớm giờ bắt được nhiều không?
3 tiếng hồi bắt được 3 con hả? Gì hết gì vậy? Thấy em với anh Quy không? Bắt sống luôn nè thấy chưa? Là mày ơi, chừng 8-9 con gì nhiêu. Hai anh em mày mang xuống được cái tổ bò cạp. Chút nữa no luôn. Hết Phong! Vậy? Cái lỗi cho má luôn cái Phong ơi! Em bự quá Phong! Cho má vậy? Ê, con rắn nó hỏi còn được, nó chi là con bò cạp. Ủa, như rắn rồi, không lẽ mày sợ đó? Mày vua bắt rắn mà mày đào luôn đi! Đào luôn! Đào luôn đi! Để em kiếm cái gì kiểm tra thử, chứ biết đâu chồng có con gì. Mày nhát dữ nhát dữ mày. Con gì chóng? Cũng sâu lắm nè. Con gì chóng? Có gì không? Có gì không? Gì ta? Chị kia kia. Nghe sẵn sát chóng ơi. Con gì ăn vậy? Có sợi dây cao su mà nó cũng bỏ nó chạy nữa. Thì nhiều người cái miệng mạnh lắm, nhưng thật sự cái gan nó không khác gì một cái gan con thỏ vậy đó. Anh thấy đúng không bác Tài? Thôi chiều rồi mày ơi, đi về liều đi. Trời, trời sắp mưa luôn rồi. Mày hả bội, con bò cạp hư sáo nè. Giờ mình bắt nữa không anh Quang? Bắt chứ, sáo con một mình anh ăn cũng không đủ nữa. Bắt tiếp mày. Mà trời tối hôi rồi sao thấy đường bắt? Cái gì? Trời ơi, hơn 6 giờ nè các bạn ơi. Đi về chạy luôn mày ơi. Ừ. Đi đi, xách cuốc theo. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Củ Chi mà hai anh em bắt được 6 con bò cạp, đổi gì nữa trời. Các bạn nào xem clip á, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em mình nha. Mà anh Quang ơi, mấy con bò cạp này nè, người ta làm món gì ăn ngon anh Quang? Anh cũng lần đầu tiên đi bắt bò cạp như em có biết đâu. Thường á là mấy con côn trùng á, là người ta chiên giòn ăn ngon lắm á. Bây giờ mày thích chiên đúng không? Ừ. Anh chiên cho mày ăn luôn. Mà bò cạp này chiên ăn có chết không trời? Chết đâu mà chết, biết bao nhiêu người ăn đó có sao đâu. Thôi, đi về liệu đi. Về rẽ đi. Trễ rồi kìa. Nhìn mấy bò cạp người ta nè, thấy chưa? Thấy nhiều ghê chưa? Một buổi người ta bắt được đâu hơn 10 con trong cái đó hai anh bắt đâu rồi sao con vậy? Con vậy sao rồi đâu. Bây giờ tổng vệ sinh sau đó chiên ăn ha. Mà phan như đây sao mấy bò cạp của em với anh Quang bắt con nào con nấy mập hù lù nè, còn bò cạp anh nhỏ xíu vậy? Đây sẵn tôi hướng dẫn cho anh em phân biệt được con đực với con cái luôn. Thường thường người ta nói đàn ông mình thì eo thon ngực to chuột bự. Chuột bự thì giống như con bò cặp đực, cái nào thấy cái càng nó chà bá không? Cái mình nó nhỏ xíu à, eo thon mà. Thì con gái là thích uống gì ta? Trà sữa. Bạn em uống bia không anh? Nước ngọt có ga. À, thì khi đó cái bụng thường bự. Cái bụng con gái chà bá không? Mà con gái có thích tập thể dục không? Không. Có thích tập thể dục không bác Tài? Không. Thì cái tay sao? Nhỏ. Cái càng nhỏ xíu kìa. Nó dễ phân biệt không? Ủa? Sao anh Phong cũng đàn ông mà bụng bự chuột nhỏ xíu vậy? Thu tí, tao chưa có đụng chạm tới mày nghe. Tao nóng rồi đó. Không, bình tĩnh, bình tĩnh không. Bình tĩnh. Nhẹ tay thôi Quang ơi. Ôi, nó yếu. Mày bắt con bò cạp ra cho cô tí nó khò đi Vinh rồi đem này nữa. Con này nó mập như vậy. Tao kiếm con khác. Từ tao lựa con thứ hai này nó mập hơn con thứ nhất nữa nè. Từ đi con này đi. Trời 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 trời. Cháy vô trời. Trời ơi. Trời. Mày khò tao. Vụ vậy, vụ vậy. Mày vô ngủ tiếp đi. Mày khò xong cái con bò cạp chắc chắc cháy nguyên miếng đất này luôn quá. Rồi bỏ vô đây tao rửa đi mày ơi. Lại nè. Rồi đó. Nè rửa luôn đi mày. Con khác đi. Con khác đi. Con thứ hai nè. Tao sợ mày thiệt luôn á cô tí. Đây nè. Rồi khò nó đi. Bỏ vô cho anh rửa nè em. Đó. Trời ơi, mày mới khò thôi mà anh nghe thơm phức luôn cô tí. Mày bắt tay bỏ vô chảo đi. Rửa con này nữa. Con này mập nè anh Vinh. Trời ơi đi, còn có mấy con mày cũng lựa nữa. Lựa trời, nó đuối nó chết queo luôn rồi kìa. Rồi khò đi. Thôi mà đến Vinh ơi. Khò vậy kìa. Mà mấy con này mình khò như vậy là ăn được cho anh Vinh. Trời ơi, nó cháy cái lớp ngoài da không à. Còn ruột nước nhẹp em ơi. Rồi. Phải chiên kỹ mày ăn mới được. Nè bắt tay. Ê Vinh, mà mày bắt mấy con này nè, mày chiên ăn như này nè. Rồi khán giả ta coi á, ta có nói mình ác không mày? Tại anh mới đi quay phim anh không biết đó. Ai nói kệ người ta đi anh ơi. Sao mình đừng có lừa gạt hay trộm cắp mà được rồi anh hai ơi. Mình quay phim này nè, nhiều bạn vô bảo là ác độc này kia nọ. Thậm chí mình ăn mấy loài bò sát này họ cũng chửi mình đó. Trong khi có rất là nhiều người nè, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, cái cả con chó bạn mình mà còn ăn thịt được mà các bạn. Lúc đó mọi người đâu sao không vào chửi họ ác đi, phải không?
Còn nghề quay phim của mình, anh cứ lo quay phim đi, người ta chửi gì kệ họ. Mời. Anh cứ chiên mấy con bò cạp để cho em ăn. Chị anh vậy? Cứ chiên nó thiệt là giòn cho em. Coi chở kìa. Thầy da, còn vị huynh đài này đó, làm ơn á, anh tắt cái nhạc nền giúp em đi. Anh mở cái nhạc này làm sao tụi em ăn cho nổi. Tắt cái điện thoại đi đại ca. Bò cạp chín chưa anh? Chưa có chín đâu. Vậy em ngủ tiếp nè, chín đi em nha. Rồi. Mẹ đầu tiên năm con năm thằng ăn trải nghiệm cái nghe. Thức dậy không? Trời ơi, có bò cạp rồi nè, không ăn mày. Rồi, tôm dưới trời. Chia nhau. Mỗi thằng một con đi. Nè, bên này. Đó, em là cô Tí cầm giúp anh Vinh cái đi. Rồi. Đây con này của mình nha các bạn. Ăn em ăn. Ăn đi anh em. Vô. Ăn đi cô Tí nhịn gì vậy? Thôi, mày ăn trước đi. Chừng nào em thấy mày ăn xong mà vẫn phải mạnh á, em mới dám ăn. Ăn đi, mặc áo con rồng á mà sợ gì hả, nhát gì hả? Dạ, đúng là mặc áo con rồng thiệt đó. Nhưng mà anh nhìn đi, là con rồng chi bi đó. Tức là cái lốp á là con rồng nhưng mà cái gan là con thằn lằn. Ăn đi đại ca ơi. Ê khoan. Okay. Tao nghĩ lại thấy cô Tí nói cũng có lý. Thôi thì anh em trước khi ăn á, mình chia sẻ với khán giả về cái trải nghiệm bắt bò cạp ngày hôm nay đi. Trời ơi, bắt bò cạp từ sáng giờ mới chiên lên chưa kịp ăn nữa. Thèm muốn chết, cho ăn cái đi rồi chia sẻ mày. Phải bỏ cái nọc độc ở cái đuôi của nó nha. Cái ăn cũng không có sao, nhưng mà kiểu như mấy quán xá đây người ta khuyên là cái đuôi nó cứng lắm. Mày ăn nó đau răng, thấy không? Đó, bây giờ ăn cạp cái càng của nó nha các bạn nè. Trời ơi, ngon. Công nhận con bò cạp bình thường nhìn thấy ghê không chết luôn. Mà giờ chiên lên ăn ngon dữ trời. Ê Vinh, ngoài cái đất Củ Chi này thì còn chỗ nào ở Việt Nam mình có bò cạp nữa không mày? Thì theo như mình nghiên cứu là cái loài bò sát này nè, nó sống ở mấy chỗ mà khí hậu nóng, rồi vùng núi cao, rồi rừng rậm xung quanh nhiều là có nó thôi. À, tao nghe nói ở Đồng Nai, ở Tây Ninh đồ cũng có nữa. Chính xác. Vậy mày muốn đi bắt tiếp. Đúng rồi. Mày rảnh quá. Ngon ba ngày ra một clip ở nhà tao quay phim không kịp mà mấy anh em mày cứ rủ đi hết chỗ này tới chỗ khác bắt hoài. Thì mọi người thích những cái trải nghiệm săn bắt như thế này thì đừng quên thao tác cũ là gì à. Thôi bắt tài đi, làm gì bắt tài. Anh đăng ký rồi. Anh đăng ký kênh em chưa? Anh đăng ký rồi. Đăng ký rồi. Chưa các bạn. Ai nào quên đăng ký kênh mình thì ngay lúc này bấm đăng ký kênh. Nhớ là bật cái chuông thông báo để khi kênh mình ra cái clip mới thì bạn có thể nhận được thông báo để vào xem nha. Rồi bây giờ thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Để đi đặng tắt cam. Rồi tao ăn ạ. Ăn nha. Ăn đi qua. Rồi chiên tiếp, chiên tiếp. Ngon quá. Đây rồi. Rồi, thắt dây an toàn nữa các bạn. Giật máy lên là chạy thôi nha. Không nào được.